Xin chào B-Boy Việt Nam, mình là Hooligan và sau đây là 10 điều các bạn phải biết về mình. Tên thật của mình là Lê Công Thành. Mình sinh ngày 4 tháng 9 năm 1994. Ngày danh Hooligan xuất phát từ album Duels and Hooligans của Bruno Mars. Tại vì đây là một trong những cái album đánh dấu để mình biết tới Bruno Mars. Và sau khi nghe hết cái album đó, mình cảm thấy rất là thích. Trong giấc mơ thực sự của mình muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành những người cộng sự và những người làm việc cùng với Bruno Mars. Cho nên là khi mình quyết định lấy nghệ danh này cũng là một cái nghệ danh mà mỗi sáng mình thức dậy, đó là một cái điều mà đập vào tâm trí mình đầu tiên và mình quyết định thực hiện giấc mơ đó. Thật ra hồi còn bé mình là một cậu bé kiểu sống nó khá là đơn giản và khá là hạnh phúc, không có một cái điều gì nó kỳ lạ nó xảy ra trong tâm trí của mình nữa. Nhưng bây giờ thì rất là nhiều. Nếu mà quay về cái khoảng thời gian đó, mình nghĩ là mình sẽ tin rằng mình không tin mình sẽ trở thành một người artist như bây giờ. Môn học mình ghét nhất trong những năm mà mình cấp sách đến trường đó là môn vật lý. Thật sự là mình chả bao giờ mình làm bài tập về nhà môn vật lý cả. Mình chỉ biết là mình rất là ghét học nó thôi, tại vì nó rất là nhiều công thức. Món ăn mình tâm đắc nhất khi mình vào bếp đó là món khô quẹt. Mình nấu nhiều món khô quẹt nhất của mình đó là mình làm gần 30 suất khô quẹt khi mình còn là một phụ bếp. Bài hát khiến mình muốn nhún nhảy ngay lập tức đó là bài hát That's What I Like của Bruno Mars. Cuốn sách mà mình đọc gần đây nhất đó là Những Biểu Tượng Thuốc Truyền của Dan Brown. Cuộc sống hiện tại của mình bây giờ thì chưa thể relax để mình có thể mà đọc sách. Nhưng cách đây 2 năm là khoảng thời gian mình mới bắt đầu mình đọc sách, mà tìm hiểu sách và mình trau dồi ngôn ngữ qua sách. Nụ hôn đầu tiên mình diễn ra trong trí tưởng tượng. Điều mà mọi người hay nhầm tưởng mình là một người nước ngoài, nhưng thực ra mình là người gốc Thanh Hóa và mình sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Mình thấy cũng khá là vui vì điều đó và cũng khá là buồn vì đó. Mình giống như mình bị mất gốc vậy. Một phần nhầm lẫn là do mình có bài hát mang tên là To The Moon. Đa số comment trên YouTube là mọi người không nghĩ đây là một bài hát của Việt Nam. Và đây là Radar Show cùng Hooligan. Sorry, thường tượng của mình thật ra mình stream nhạc của Ed Sheeran nhiều hơn, nhưng mà nếu mà phải ra một quyết định cuối cùng thì mình sẽ chọn Bruno Mars. Bruno Mars là một thần tượng gần như là mỗi khi mình xem anh ấy trình diễn, xem anh ấy hát, cái nguồn năng lượng nó nhập vào mình luôn. Mình cảm nhận rất là real điều đó và đó là lý do tại sao mình lại lấy tên là Hooligan. Đuổi theo ánh mặt trời. Đây là một câu trả lời khá là mâu thuẫn, nhưng mình sẽ đuổi theo ánh mặt trời. Tại vì thì mình muốn hướng đến những điều tích cực và bỏ lại quá khứ đằng sau. Ăn kem gelato ở Ý. Tại vì sau khi ăn kem xong mình sẽ đi thăm tòa thánh. Thì mình rất là thích kiến trúc ở đó và mình muốn khai thông cái nhãn quan của mình. Khi mà mình đọc trong mật mã Da Vinci của Dan Brown thì mình muốn cảm nhận điều đó real ngoài đời như thế nào. Nhà giả kim, tại vì đây là một quyển sách mà mình nghĩ là mình có học cho đến suốt đời mình cũng sẽ không học hết được những điều mà tác giả muốn truyền tải đến trong quyển sách này. Đây là một quyển sách khá là hay và nó thức tỉnh bản thân mình. Mình nghĩ có một câu nó vô cùng nổi tiếng trong quyển sách này, đó là khi mà bạn đã quyết tâm thực hiện điều gì thì tất cả mọi thứ trong vũ trụ sẽ tập hợp lại và giúp bạn thực hiện điều đó. Và mình thấy đây là một điều rất là đúng đối với bản thân mình. Tình yêu hoàn hảo là tại vì mọi thứ trên đời nó đều xuất phát từ tình yêu. Đối với công việc cũng vậy, hoặc là đối với những mối quan hệ cũng vậy. Mọi thứ phải xuất phát bằng tình yêu thì mọi thứ nó mới tốt đẹp được. Sống trong thế giới của Harry Potter, tại vì mình inspire và mình ngưỡng mộ tình yêu của Gatsby dành cho Daisy thôi, nhưng mà mình không muốn giống như là Gatsby, bởi vì thế giới của Gatsby nó khá là phù phiếm, không hợp với mình thích hợp với một thế giới kiểu nó adventure và nó kiểu nó phiêu lưu hơn, sáng tạo hơn, cao hơn 5 cm. Hỏi mình là mình có hài lòng với chiều cao hiện giờ không thì mình trả lời một câu là mình chấp nhận nó, chứ thật ra mình không hài lòng lắm. Sorry bố mẹ. Trong nóng ngoài lạnh nó đúng với tính cách của mình thôi. Thực ra cái điều này mình nghĩ là người hiểu rõ nhất sẽ là những người yêu cũ của mình. Đối với hiện tại thì mình sẽ chọn là nguyên tắc và kế hoạch. Cách đây 2 năm khi mà mình bắt đầu sáng tác thì mình trôi theo cái việc sáng tác, mình quên đi hết tất cả mọi thứ và cảm giác như cái cán cân trong cuộc sống mình nó lệch về một hướng. Và cho đến tận bây giờ là mình vẫn chưa cân bằng được nó. Cho nên là cuộc sống hiện giờ của mình sẽ chọn là mình sống nguyên tắc và kế hoạch hơn để mình cân bằng lại mọi thứ. Hooligan nghĩ ai cũng sẽ chọn phương án đầu tiên, đó là bản thân với thần tượng mãi mãi. For sure, tại vì
mình sẽ học được rất là nhiều với người thần tượng của mình. What's been calling me crazy, loving foolishly, dream about you all the time. Cơ duyên đưa mình đến với âm nhạc, đó là mình nghĩ là cách đây 3 năm khi mình còn làm một nhân viên chạy event thì cái show đó được mời đến rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và trong đó có cả Sơn Tùng MTP. Cái khoảnh khắc mà khi anh ấy bước lên sân khấu biểu diễn, cái nguồn năng lượng anh ấy tỏa ra kiểu như mọi người rất là kiểu bị cuốn hút với nguồn năng lượng đó. Mình biết rõ là trong bản thân mình cũng có một cái nguồn năng lượng khao khát được chứng tỏ, nhưng tại sao mình lại đứng đây khoảnh khắc này để làm những điều này? Mình có đang sống sai với bản thân mình không? Mình có đang sống sai với mục đích mà mình được sinh ra trên thế giới này hay không? Sau khoảnh khắc gần như là mình được thức tỉnh với chính bản thân mình thì mình quyết định là mình sẽ dừng công việc này tại ở đây và mình sẽ theo đuổi giấc mơ của đời mình. Không biết mọi người như sao, nhưng mà đối với mình là một kẻ bất chấp thay đổi ước mơ. Mọi sự quyết định của mình nó đều mang lại cho mình hai cái hệ quả, đó là tích cực và tiêu cực. Lúc đó mình cảm giác như là mình nhận hết mọi tiêu cực về phía mình vậy. Các khoảnh khắc đó coi giống như là một khoảnh khắc mà cả thế giới chống lại mình vậy. Mọi người cho mình là một cái điên rồ. Tại để được công nhận ở thị trường âm nhạc Việt Nam, nó là một cái gì đó nó rất là khó. Cái xác suất của nó rất là thấp. Mình chả biết nó được 1% hay không nữa. Thì mọi người khuyên mình là đừng theo đuổi âm nhạc. Thì ra ba mẹ lại không nói gì với mình hết. Nhưng mà mình biết được rằng ba mẹ của mình rất là thương mình, muốn mình có một cuộc sống nó mọi thứ nó diễn ra nó như mọi người. Nhưng mà giống như lúc đó mình là một đứa con hư vậy đó, mình quyết định theo đuổi. Và đến khoảnh khắc như thế này thì đến những lúc này thì ba mẹ cũng khá là vui về những cái mà những bước đầu tiên mà mình thực hiện được. Đó là năm 2018 mà khi mà mình bắt đầu mình quyết định là mình nghỉ việc, mình về Vũng Tàu, bắt đầu mình làm việc như là một phụ bếp. Trong khoảng thời gian đó thì sáng dậy mình đi chạy bộ, sau đó về mình phụ mọi người làm bếp và sau đó là đi ship đồ ăn. Và tới tối thì mình kiểu như là tới tối là mình chỉ có mình với âm nhạc thôi. Lúc đó mình chả biết viết gì đâu, cảm giác như là bắt đầu từ con số 0. Lúc đó mình chả biết một nốt nhạc là gì cả và mình chỉ viết theo cái dòng chảy trong suy nghĩ mình thôi. Hỏi tất cả mọi câu chuyện mà mình viết ra đầu tiên nó xuất phát từ bản thân mình trước đã. Khi mà một lần mình chở người yêu của mình đi chơi, thì ra mình không phải mình chở đâu, mà cô ấy đến trước rồi, mình đến sau. Bắt đầu mình chạy xe trên đường á, trong đầu mình nó là vang lên cái giai điệu đó. Mình xếp những cái ngôn ngữ, những cái từ mình vào giai điệu đó. Rồi một cái câu đầu tiên là Baby anh chót đang say em rồi, trên gác quán ba ta ngồi. Là cô ấy đang ngồi ở quán ba. Thì nó giống như vậy, mọi thứ nó xuất phát từ bản thân mình trước. Và sau khi viết xong bài hát đầu tiên của mình mang tên là bài hát cho Darling, thì mình quyết định trở về Sài Gòn. Đây là một cái ca khúc mà giống như để mình phất cờ ra mình cho mọi người biết Hooligan là ai. Người đời nói tôi là cái hay mà. Tại sao mình lại đặt tên là 2000 km? Tại quan trọng là thấy nó xa thôi, rất là xa. Là một khoảng cách từ Sài Gòn đến Hồng Kông. Mình lúc đó mình thích một cô gái ở Hồng Kông, mà không biết sao lúc đó mình lại là điên rồ như vậy. Tại mình thích cô gái ở Hồng Kông nhưng mà mình không thể nào gặp cô ấy ở ngoài được. Cho nên là mình nuốt hết vào trong và mình viết vào bài hát mang tên là 2000 km. Tại lúc đó mình cũng đang đọc quyển sách là Đại gia Gatsby nữa, cho nên là cảm thấy nó khá là tương đồng đối với câu chuyện của mình. Mọi người nghĩ là 2000 km nó chỉ là khoảng cách thôi, còn đối với bản thân mình trong cái câu chuyện đó, 2000 km mình đặt ra nhưng mà mình không nói nó bắt đầu từ đâu và nó kết thúc từ đâu. Kiểu nó là một khoảng cách chắc nói dài mấy dãy ngân hà với nhau. Mình đứng đây, còn cô gái ấy như một kiểu một người con gái mà vạn chàng trai đều hằng mơ ước vậy. Mình mãi mãi mình chỉ đứng đây thôi, mình không bao giờ với tới được. Nó là một cái sự vô vọng, chứ nó không chỉ đơn giản là khoảng cách trong tình yêu. Bài hát Love You Baby là một cái bài hát mà nó mang lại rất là nhiều kỷ niệm đối với bản thân mình. Mình nghĩ đây là đúng là có thẳng thời điểm mà mình có cảm xúc đối với nó. Mình nghĩ là nếu mà mình không làm đúng với cảm xúc của mình mách bảo thì mình kiểu mình đang sống sai với bản thân mình. Bài hát Love You Baby là một bài hát mà mình viết cho một người con gái. Đến tận bây giờ mình lại là một người con gái mà mình thương nhất. Khi mà cái giai đoạn mà mình
mình quen bạn gái này thì cũng đúng là có giai đoạn mà mình đang nỗ lực hết mình để mình theo đuổi sự nghiệp của mình. Mình cứ nghĩ là mình sẽ làm những cái điều lớn lao cho cuộc sống của mình, cho bạn ấy. Nhưng mình quên đi mất một điều là những điều nhỏ bé và những cái điều mà mình tưởng như là nó không có ý nghĩa gì, vô cùng nó lại rất là ý nghĩa đối với người con gái đó. Cái bài hát này là nó một cái nỗi dây dứt, nó cũng là một cái lời động viên an ủi của mình đối với người bạn gái ấy. Mình mong rằng bạn ấy luôn hướng theo ánh mặt trời, bỏ lại mọi thứ phía sau. Thật ra là mình là một người có mối quan hệ rất là tốt với những người yêu cũ. Thì trước khi mà ra mắt bài hát này thì mình có cho bạn ấy nghe thử. Thực sự khi mà bạn ấy nghe xong, bạn ấy kiểu đúng một cái feeling. Kiểu mình hỏi tại sao vậy, why? Tại sao nhìn buồn vậy? Kiểu giống như mình mới vừa tiêm cho cái một cái liều rất là toxic vậy. Tại vì thực ra cái bài hát đó, khi mình viết tặng sinh nhật cho cô ấy, mình viết có một verse đầu thôi, rất là nhiều hương vị và rất là nồng nàn và kiểu nó rất là tươi đẹp. Nhưng mà sau khi chia tay thì mình mới hoàn thành bài hát đó, thì mình viết thêm một verse nữa. Oh my god, kiểu nó là cái sự dây dứt và nuối tiếc, chứ nó không phải là một bài hát tươi đẹp nữa. Yes, mình là một người kiểu crazy man in love, có nghĩa là mình là một kẻ điên rồ trong tình yêu. Mình đuổi theo một cách bất chấp, mình rũ bỏ cả cái lòng tự trọng của mình luôn để mình theo đuổi cô gái ấy. Mình thuộc dạng một người kiểu mình có thể share với cô gái ấy đến giọt máu cuối cùng của mình. Nếu mà so sánh hình tượng của mình trong tình yêu với một nhân vật trong một quyển tiểu thuyết thì mình nghĩ gần như nhất đó là Gatsby. Yêu cô ấy đến phát rồ, đến phát điên, kiểu lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Năm mình bước vào năm nhất đại học thì có một lần mình bị crush của mình giận, thì mình đến tới nhà luôn. Lúc đó là khoảng đâu đó khoảng 2-3 giờ sáng vậy phải. Mình kêu đúng to luôn. Đây là mình nghĩ ra đây là một cái khoảnh khắc mà bắt đầu sự khùng điên của mình. Kêu hoài mà người đó vẫn không ra. Nhưng mà đổi lại thì rất là nhiều ánh mắt của nhà hàng xóm nhìn mình. Thiếu điều người ta sẽ chọi đồ ra ngoài nữa thôi, chứ không còn một cái ánh mắt gì có thể mô tả được cái điều đó nữa. Và sau đó người bạn gái đó cạch mặt mình luôn. Thiệt ra đối với mình thì đôi khi mình cũng rất là ghét bản thân mình, nhưng mà mình yêu chính bản thân mình nhiều hơn cái sự ghét đó. Cái biểu đồ cảm xúc của mình không thích sống như một đường thẳng. Tại vì nếu mà như một đường thẳng là mình sẽ chết mất tiêu rồi. Mình muốn nó như thế này, mình nó như thế này. Mình đang thăng hoa, mình sẽ enjoy cái kiểu đang thăng hoa. Mình đang down mood hoặc là mình đang chịu những cảm giác tồi tệ nhất thì mình sẽ enjoy những cái điều đó để mình được sống, chứ không mình không phải mình là mình đang tồn tại. Bruno Mars là một cái nghệ sĩ mà mình gần như là duy nhất mà mình tìm hiểu anh ấy kỹ đến như vậy. Mình tìm hiểu anh ấy từ khi mà anh ấy còn là một cậu bé, khi mà sống ở Hawaii. Sau đó anh ấy đến Mỹ và anh ấy xây dựng sự nghiệp. Những cái điều mà Bruno Mars trải qua inspire mình rất là nhiều về cuộc sống của anh ấy, về đam mê của anh ấy và cách anh ấy làm nhạc. Và mỗi lần mà anh ấy ra mắt một sản phẩm là mỗi lần mình kiểu wow. Mình không hiểu là anh ấy lấy những nguồn cảm hứng ở đâu, làm sao anh ấy có thể sáng tạo được với âm nhạc của anh ấy như vậy. Từ cái cách viết bài cho đến cái cách mà mình hát, nó khá là giống, tại vì mình học rất là nhiều từ Bruno Mars. Cho nên vô hình chung mình cũng muốn là những bài hát sâu nữa, mình sẽ đem đến những cái sự mới lạ cho những khán giả nghe nhạc. Top 3 bài hát mà mình yêu thích nhất của Bruno Mars đó là: thứ nhất là When I Was Your Man, thứ hai đó là Uptown Funk, thứ ba đó là Leave the Door Open. Giờ mới phát hiện ra 3 bài hát mà mình thích nhất mình thuộc ít. Ok, mình sẽ hát một đoạn của Leave the Door Open. That you feel the way to feel that you want me like a wall just tonight, baby. Tell me what you're coming through. Khi mà mình thấy ai nói về vũ trụ mình không tin đâu, còn kiểu mình đã kích người ta, kiểu như bây giờ kiểu như nó vận vào cả cuộc đời của mình á. Bây giờ mình rất là tin vào nó. Nó thật sự là nó một cái gì đó rất là nó vô cùng hay đi. Khi mà bạn nghe những người đó nói về vũ trụ, bạn sẽ không hình dung nó được như thế nào đâu. Nhưng mà khi mà bạn đã trải qua cái điều đó rồi, cảm giác rất là hay, nó vô cùng hay. Và nó cảm giác như mình mở được cái thế giới quan của mình ra rất là nhiều. Khi để mình tưởng tượng một cái vũ trụ âm nhạc của mình mà không nghĩ nó quá phức tạp là nó phải hình thù như thế nào đâu. Nó là cho một cái dải ngân hà, nó rất là nhiều màu sắc, kiểu nó rất là bay bổng. Và một điều quan trọng nữa là nó có chiều sâu. Mình nghĩ thiệt ra thì ai thích đến thì đến thôi.
À, thích đến thì đến thôi. Người ta, ông bà người ta có câu là may từng ngày sẽ gặp may từng đó. Khi mà mình ra phát ra một cái nguồn năng lượng nín như vậy thì chắc chắn mình sẽ thu hút lại một cái nguồn năng lượng như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ không khắt khe gì đâu. Ai muốn tới thì tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi phỏng vấn của Hooligan cùng với Radar Show tại Billboard Việt Nam ngày hôm nay. Và mọi người hãy nhớ theo dõi những thông tin của Hooligan trên fanpage cũng như là website chính thức của Billboard Việt Nam.